Hello, xin chào mọi người. Sau một ngày đội tuyển Việt Nam tạm nghỉ và mình không có Suộc ở Liên đoàn bóng Việt Nam cung cấp thì bây giờ thì Liên đoàn bóng Việt Nam cũng đã gửi Suộc cho anh em báo chí rồi. Và mình ở nhà thì mình vẫn rất cảm ơn Liên đoàn Việt Nam cũng đã gửi các hình ảnh, video từ đội tuyển Việt Nam về. Lúc này thì một số những anh em ở từ Việt Nam cũng sang Qatar và cũng đã có những khung hình riêng. Mọi người có thể like và theo dõi một số những cái trang báo đấy nhá. Như VnExpress này, như Thanh Niên này, Dân Chí này, hay bóng đá mình cũng có đại diện, anh Tết Trần TV luôn. Thì mọi người có thể theo dõi những cái video mà rất là riêng. Còn hiện tại thì bọn mình vẫn sẽ sử dụng một cái sục chung của Liên đoàn Việt Nam gửi về cho anh em báo chí thôi. Và rất cảm ơn anh Đoàn nhé. Anh Đoàn là người đã quay những video này rất là nét và rất là đẹp. Bây giờ chúng ta nhìn hình ảnh rất quan trọng là đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là sự xuất hiện của Đỗ Duy Mạnh. Suốt thời gian vừa qua thì Duy Mạnh chỉ tập bên ngoài đường pitch thôi, và bạn ý cùng với cả Tuấn Anh là hai trường hợp chấn thương đã sang Qatar trong giai đoạn mà vẫn còn đang điều trị thời điểm cuối cùng của bình phục. Thì Tuấn Anh đã bình phục sớm và đã tham gia tập luyện bình thường với toàn đội khoảng 2-3 ngày rồi. Có trường hợp Duy Mạnh thì ở sát nút thời điểm khi mà đội tuyển Việt Nam chốt danh sách thì Duy Mạnh mới có thể trở lại sau khi chấn thương. Và sau buổi tập này thì ông Philippe Thuzier mới quyết định là chốt danh sách. Cho nên vào đêm qua khi mà đội tuyển Việt Nam có một cái thông báo, một cái ảnh ở trên VOZ thì là nói về việc là Duy Mạnh cùng với Văn Luân, cùng với Văn Đô và một trường hợp nữa, hình như mình nhớ không nhầm là mình xin lỗi là Văn Đô này, Duy Mạnh này, Văn Luân, một cầu thủ nữa mình không chắc lắm, thì đã nỗ lực chia tay đội tuyển Việt Nam. Lúc đấy thì mình cũng chỉ bán tín bán nghi, nói rằng là chắc là Duy Mạnh không kịp bình phục chấn thương rồi. Nhưng sau đó thì mình cũng không dám chắc là sử dụng thông tin này có chính xác hay không, nên mình đã chờ đợi và mình đợi xem là Liên đoàn Việt Nam họ chích chéo thế nào. Và cuối cùng thì sau khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, tức là khoảng tầm 1 giờ 34 phút rạng sáng nay, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách. Trong đó thì những cầu thủ chia tay không có tên Đỗ Duy Mạnh, và Đỗ Duy Mạnh đã kịp thời bình phục, và như chúng đã thấy là Duy Mạnh đã tập luyện bình thường cùng đội tuyển Việt Nam. Khi đấy thì ông Philippe Thuzier đã có cơ sở để tin tưởng rằng là việc giữ Duy Mạnh của mình là chính xác. Khi đó thì Duy Mạnh đã có tên đội tuyển Việt Nam thì chúng ta cũng rất là mừng, bởi vì Duy Mạnh đã thi đấu cho đội tuyển Việt Nam từ năm 2015 cơ, tức là cách đây tới 9 năm thì Duy Mạnh đã suy xuất thi đấu tuyển Việt Nam suốt 9 năm qua. Anh đã thi đấu cả U23 Việt Nam với đội tuyển Việt Nam và cũng đã cùng đồng hành với đội tuyển Việt Nam trong một cái hành trình lịch sử giai đoạn từ năm 2018 đến 2015. Và trong một giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam đang chuyển mình với những cầu thủ mới, với những huấn luyện viên mới, với ban huấn luyện mới cùng với huấn luyện trưởng mới là ông Philippe Thuzier, thì chúng ta thấy rằng là Duy Mạnh vẫn đồng hành với đội tuyển Việt Nam. Bất chấp việc là Duy Mạnh cũng đã có những dấu hiệu của tuổi tác, dấu hiệu của việc xuống phong độ rồi, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh của Duy Mạnh là điều mà đội tuyển Việt Nam đang cần ở thời hiện tại. Nhất là trong bối cảnh chúng ta có sự thay đổi rất lớn về lực lượng, chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt chấn thương, thì sự của Duy Mạnh đem đến cho chúng ta một cái sự tin cậy hơn ở hàng phòng ngự. Thì chúng ta thấy bên cạnh Duy Mạnh thì có Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ mà đồng đội của Duy Mạnh ở đội tuyển câu lạc bộ Hà Nội. Đứng cạnh Duy Hồng Dũng chúng ta có áo số 15 là trường của Nguyễn Văn Trường. Văn Trường là một trường hợp mà rất bất ngờ, vì Văn Trường là cầu thủ U23 Việt Nam lên tập trung đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam chấn thương nhiều, và nhiều người cũng không hy vọng rằng Văn Trường có thể lên tập trung đội tuyển Việt Nam đâu, bởi vì Văn Trường đã từng trải qua giai đoạn rất khó khăn với đội tuyển U23 và anh đã từng mắc một cái lỗi rất lớn là liên quan đến câu chuyện là đánh nhau với cả cầu thủ đội bạn. Và đã có giai đoạn dài là Văn Trường thậm chí còn không xuất hiện đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Đến mãi gần đây thì Văn Trường mới trở lại tập trung, và rất là bất ngờ, cũng kết hợp cả may mắn nữa, thì Văn Trường đã có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Thì chúng ta cứ chờ đợi xem là Văn Trường sẽ làm được điều gì. Mình thấy rằng là Văn Trường có một bộ kỹ năng tương đối giống trường hợp của Hoàng Đức, thì nhiều khả năng là Văn Trường sẽ sử dụng trong vai trò số 9 ảo, điều mà ông Hoàng Anh Tuấn đã từng thử nghiệm Văn Trường ở giai đoạn giải U23 Đông Nam Á năm 2023 diễn ra tại Thái Lan. Còn bây giờ là hình ảnh mà đội tuyển Việt Nam đang thực hiện những bài thi đối kháng. Sau cái thời buổi tập này thì đội tuyển Việt Nam cũng đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam rồi. Thì mình xin phép được công bố danh sách đội tuyển Việt Nam theo những cái mà thông tin mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cung cấp. Vị trí thủ môn có lẽ rằng chúng ta cũng không bất ngờ khi có 3 trường hợp, đó là trường hợp của bạn Văn Việt, của bạn Philip Nguyễn và bạn Đình Triệu. Những trường hợp kế tiếp thì chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều những sự thay đổi lớn so với thời điểm mà ông Philippe Thuzier công bố danh sách đội tuyển Việt Nam sang Qatar. Chúng ta sẽ có những gương mặt rất là kỳ cựu, ngoài trường hợp của Đỗ Duy Mạnh ra thì mình nghĩ rằng vẫn sẽ còn những gương mặt như trường hợp của Phạm Xuân Mạnh, của Đỗ Duy Mạnh, của Võ Minh Trọng, của Vũ Văn Thanh, của Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Giáp Tuấn Dương, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Lê Ngọc Bảo. Vị trí tiền vệ thì có Nguyễn Hai Long, một gương mặt rất là mới đội tuyển Việt Nam, thấy ông Philippe Thuzier cũng được đi đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup này. Có Đỗ Hùng Dũng này, Văn Trường mình nói rồi này, Nguyễn Tuấn Anh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long. Vị trí tiền đạo thì có Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Đình Bắc. Bản thân ông Philippe Thuzier thì ông cũng có một cuộc họp nhanh đội tuyển Việt Nam và phân tích băng hình của ông Kistan, thì ông có nói rằng là đội tuyển Việt Nam thì đã thể hiện được tốt ở trận đấu Kistan rồi, và ông bày tỏ sự tin tưởng vào sự tiến bộ của các học trò và khẳng định tất cả các cầu thủ có mặt tại Qatar đều đáp ứng được những gì mà ông mong muốn
trong việc triển khai lối chơi của đội tuyển. Và tại Asian Cup 2023 thì các đối thủ được đánh giá mạnh hơn Việt Nam, nhưng để có thể giành chiến thắng trước Việt Nam thì không phải điều dễ dàng đâu. Và ông khẳng định rằng là tinh thần của Việt Nam là không bao giờ từ bỏ. Hãy giữ vị tinh thần này khi chúng ta bước vào Asian Cup. Có rất hay của ông Philippe Thuzier. À, bây giờ thì đội tuyển Việt Nam cũng đã khép lại buổi tập này rồi. Và như mình đã nói thì sau buổi tập này thì ông Philippe Thuzier sẽ công bố danh sách. À, đây là hình ảnh video mà chúng ta ghi lại để chúng ta xem lại những phần tập đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua thôi. Và những hình ảnh rất là vui của Tuấn Anh, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng đang hướng đến một cái vòng chung kết Asian Cup mà chúng ta đã có hai lần vào tứ kết rồi, thì mong rằng là đội tuyển Việt Nam chúng ta làm được điều đó. À, trước khi khép lại video ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ mình sẽ lại có những hình ảnh video và mình đã từng đi ở Qatar cách đây một năm để chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm, cùng xem Qatar có gì. Bởi mình không được đi năm hôm nay rất là tiếc. À, hy vọng là giải ở U23 châu Á năm 2024 đội tuyển Việt Nam thì U23 Việt Nam thi đấu vào tháng 5 tới đây thì mình sẽ có mặt ở Qatar để tiếp tục xem Qatar thay đổi thế nào. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người cảm thấy hay, like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình kế tiếp. Bye bye. Mọi người ơi, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu City Center, nơi mà được xem là hiện đại nhất của Qatar, một trong những biểu tượng của hiện tại và tương lai của Qatar. Đang thấy thì Qatar trong 10 năm vừa qua thì họ phát triển một cách vũ bão để có thể theo kịp với sự phát triển của thế giới, với những quốc gia cường quốc trên thế giới về độ giàu có. Cho nên là số lượng tòa nhà cao tầng của Qatar mọc lên rất nhanh. Tuy nhiên có những công trình thì cũng vẫn đang trong quá trình là xây dựng. Ví dụ như chúng ta đang nhìn thấy phía trước mặt chúng ta, ngoài một tòa nhà rất cao ra thì ở phía xa nó vẫn có những cái tòa nhà vẫn đang trong quá trình thi công. Tương tự khi chúng ta nhìn thấy ở phía tay phải thì cũng đang có những cái tòa nhà đang xây dựng xen lẫn với những tòa nhà đã hoàn thiện rồi. Đó. Hay là trước mặt mình phía xa xa đây cũng như thế, những tòa nhà vừa đang dang dở vẫn đang trong quá trình thi công cùng với những tòa nhà xây xong rồi vẫn đang có sự đan xen với nhau. Qatar là một quốc gia có sự hối hả. Họ đang cố gắng là với những khoản tiền lớn có thể phát triển xây dựng một cái tòa với một cái khu vực hiện đại, văn minh và ngang ngửa với những quốc gia lớn trên thế giới. Đây thật sự là một thành phố, một khu vực trong mơ với rất nhiều người mà muốn tìm kiếm sự hiện đại tại Qatar mọi người ạ. Hình rõ nét hơn khi chúng ta có thể nhìn thấy rõ khu vực mà đang thi công ở Qatar. Xung quanh khu vực đó là những tòa nhà đã hoàn thành xong rồi, rất đẹp mọi người ạ, cực kỳ đẹp. Với mỗi một tòa nhà là một kiến trúc khác nhau, với một cái những hình ảnh hình dạng rất khác nhau, tạo ra sự thu hút. Trước mặt mình hiện tại đang là rất nhiều những tòa nhà cao tầng với những kiến trúc rất độc đáo. Chúng ta thấy có những tòa nhà theo một kiểu khá cổ điển, hình vuông, hình chữ nhật rõ ràng. Tuy nhiên có những tòa nhà thì họ cao vút lên, nó như là một cái búp chuối chẳng hạn. Trước mặt mình đang là trụ sở của Aston Martin tại Qatar, nơi mà những chiếc xe của Aston Martin sẽ được bán tại đây. Ngoài ra thì xung quanh có những cái tòa nhà hình như cái hình cái chây chẳng hạn. Hoặc trước mặt mình là một cái như kiểu một quả mấp đắng. Rất nhiều những cái công trình thiết kế khá lạ ở Qatar. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi xem những có những tòa nhà đặc biệt hơn nhá. Xung quanh chúng ta là rất nhiều những tòa nhà cao tầng, nó khác hoàn toàn so với những khu mà mình đã từng review trước đấy. Ví dụ như là có những cái tòa nhà chỉ có 2 tầng thôi và đều là màu vàng cả. Nó có những cái nó không có điểm gì điểm nhấn cả. Nhưng ở khu City Center này, khu mà mình vẫn bảo là tạo ra một sự khác biệt về văn minh và nó là tạo ra sự hiện đại của Qatar thời đại mới, thì có rất nhiều kiến trúc nó lạ lẫm, nó thú vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến những cái tòa nhà mà có những cầu thủ hiện diện ở đó nha mọi người. Start in your heart, so slow.